Đây là bạn Khánh, mới chuyển trường. Có gì cả lớp giúp đỡ bạn Khánh. Ở cái trường này, có tao á, thì được học làm chùm chứ. Đúng là tâm trạng. Nó là con của tôi đó. Đi về, đi về đi. Đi về, thầy ba về đi. Đi, về. Ngày trước á, ba con cũng nói như vậy đó.